nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Mảnh đất lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử độc đáo. Và có tiếng hát, điệu múa thân hương của quê hương. Minh Hóa là một xã miền núi thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Mảnh đất xinh đẹp được thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan thơ mộng với núi non hùng vĩ, không khí trong lành, thung lũng trải dài, lúa ngô tươi tốt. Bốn mùa ở Minh Hóa đều là khung cảnh nên thơ hữu tình. Người dân nơi đây còn tự hào quê hương mình là địa danh văn hóa, lịch sử độc đáo, giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với tinh thần Quảng Bình quật khởi, huyền thoại từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đánh đuổi đế quốc Mỹ, giữ vững nền độc lập nước nhà. Và ngày 19 tháng 5 năm 49 thì là diễn ra đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh toàn quốc lần thứ hai. Đại hội này là quyết định Hà Sơn để tiến về đồng bằng giải phóng Quảng Bình. Một cái sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với làng Kim Bảng xã Minh Hóa nói riêng và đặc biệt là huyện Minh Hóa nói chung. Đỉnh Kim Bảng nằm ở vị trí thuận lợi giữa một vùng đất rộng rãi và bằng phẳng, đã trở thành căn cứ địa cách mạng quan trọng của tỉnh. Cùng với đỉnh Kim Bảng, hàng lèn cây quýt cũng là chứng tích hào hùng của lịch sử. Địa danh hôm nay để lại là có đỉnh làng Kim Bảng, hàng quýt, hàng diêm. Hàng quýt là địa điểm thứ hai dự kiến cho đại hội diễn ra nếu như có lộ các cái bí mật để đảm bảo an toàn cho đại biểu là dự đại hội ngày 19 tháng 5 năm 19. Và hang diêm là nơi mà ngày xưa các cụ ông bố bà thực hiện cái nhiệm vụ là cung cấp các cái chất phốt pho để là tăng cường cái đàn dược cho phục vụ cho chiến đấu. Vùng đất nắng gió kiên trung đã làm nên tinh thần Quảng Bình quật khởi và tinh thần đó giữ vững mãi tới ngày đất nước hòa bình, toàn thắng và ấm no. Từ mái đỉnh Kim Bảng cổ kính với lối kiến trúc đơn giản, gần gũi là nơi nhân dân trong vùng tới thắp hương bày tỏ lòng biết ơn cha ông đã chiến đấu cho nền độc lập, tự do hôm nay. Cũng là nơi cất lên tiếng hát ngọt ngào của làn điệu dân ca quê hương từ bao đời. Trong trang sách lịch sử vẻ vang hào hùng của Đảng bộ và nhân dân xã Minh Hóa, Đảng bộ xã Minh Hóa đang tiếp tục tuyên truyền vận động và khơi dậy những cái vấn đề bản sắc và làm các cái ngày lễ để mà phục vụ cho vấn đề là quốc thái dân an, cầu mùa màng bội thu. Qua hai cuộc kháng chiến thì nhân dân Minh Hóa đã có những đoàn viên thanh niên anh dũng hy sinh bảo vệ cho tổ quốc đất nước, thì hiện tại trên địa bàn xã Minh Hóa có 74 liệt sĩ anh hùng. Khi con đến đây được các bác dẫn đi tham quan và kể những câu chuyện ý nghĩa về đình làng Kim Bảng, con càng thêm yêu và tự hào về quê hương mình. Con yêu quê hương Quảng Bình. Cuộc sống tươi đẹp hôm nay trên mảnh đất Minh Hóa đã tô thắm thêm chiến công hào hùng của dân làng qua hai cuộc kháng chiến. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ noi gương. Ai về Minh Hóa hôm nay sẽ càng thêm yêu vùng quê thanh bình, tươi đẹp, yêu con người Quảng Bình cần lao mà trọn vẹn nghĩa tình trước sau.